Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic vật lý châu Á năm 2024 được tổ chức tại Malaysia. Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi, kết quả 8 trên 8 học sinh đạt huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Đây là kết quả vượt trội so với những năm trước. Kỳ thi Olympic vật lý châu Á lần thứ 24 được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 6 năm 2024 với 28 đội đoàn từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, 208 thí sinh dự thi. Đây là kỳ thi đầu tiên do Malaysia tổ chức với số đội tham dự nhiều nhất từ trước đến nay. Các thí sinh dự thi trải qua 2 ngày thi với thời gian thi 5 tiếng trên một ngày. Thành tích xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng, tập huấn cả về lý thuyết và thực hành, học sinh giỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo.